Minasan, ohayo gozaimasu. Trời, hôm nay bài cuối của đợt năm có khác gì năm quy tình hẳn đúng không? Không biết là mọi người hôm nay xem bài 25 này thì không biết là các bạn đã xem trước ngữ pháp ở nhà chưa nhỉ? Đã xem chưa nhỉ? Chưa. Ngoài kịch bản ấy. Đơ. Đơ. Đơ toàn tập luôn đúng không? Đấy. Hôm nay là bài số 25 sẽ là bài cuối cùng trong chương trình ngữ pháp N5 phải không nào? Và bài 25 này bật mí cho mọi người sẽ là bài rất là dễ vì chúng ta chỉ cần học hai ngữ pháp thôi. Mà lại là còn hai ngữ pháp là gọi là nếu nối tiếp của những cái bài ngày xưa nhá. Và hôm nay chúng ta sẽ học được cái cách nói là dù trời mưa tôi vẫn đi học. Ngày xưa học cấp 1 mình hay có mấy cái câu kiểu như cặp là nếu thì đúng không? Hay là dù tôi vẫn đúng không? Nhưng mà chúng ta học hai cái đấy đấy. Hai cái đấy là hai cái gì? Các bạn sẽ nhìn đây. Thứ nhất đó là thể quá khứ thông thường cộng với là. Cái từ là thể quá khứ thông thường ở đây sẽ bao gồm cả quá khứ của động từ này, của tính từ này và của danh từ. Nha. Còn tiếp theo là gì nhỉ? Temo. Thì cái bên trên sẽ là gì nhỉ? Nếu trời mưa thì tôi nghỉ học. Đấy. Còn bên dưới là gì nhỉ? Dù trời mưa thì tôi vẫn đi học. Đấy. Câu này sẽ như vậy nhá. Hay và chúng ta sẽ vào phần đầu tiên với cái mà đà đài này thì chúng ta sẽ có hai cách dùng. Các bạn nhớ nhá, với cái dạng mà thể quá khứ thông thường cộng với là chúng ta sẽ có hai cách dùng. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách dùng đầu tiên của nó. Đó là gì nhỉ? Chúng ta sẽ kết hợp động từ thể quá khứ chia thể tả. Được chưa? Ví dụ các bạn sẽ chia cho cô nhá. Yasumimasu là gì nhỉ? Yasumu thành yasunda. Ừ, yasunda ra. Ghép vào chữ nào cho cô nhá. Yasunda ra. Hay là taberu thành gì nhỉ? Tabetara. Ừ, tabetara. Được nhỉ? Hay là yomu thành gì nhỉ? Yondara. Nếu mà benkyo suru thành gì nhỉ? Benkyo shitara. Iku thành gì nhỉ? Itara. Được chưa? Đó là thể động từ dạng thể tạ nhá. Tiếp theo tính từ đuôi y thì chúng ta sẽ bỏ y thêm gì nhỉ? Katara. Ví dụ như là có ví dụ gì nhỉ? Oishi katara. Ừ, bỏ chữ y cuối cùng nhá. Oishi katara. Hôm nay cái bảng này bị làm sao nhỉ? Có vẻ như là nó hoạt động hết công suất đến bài 25 rồi, hôm nay mệt quá rồi đúng không? Cố lên. Gambatte. Được chưa nào? Đấy, đó là hay là lạnh nào? Samu katara. Ừ, các bạn nhớ là samu katara. Nhớ không phải samu katara. Nhớ đọc sao thế luôn nhá. Samu katara. Nóng là gì nhỉ? Atsu katara. Được chưa nào? Đấy, thì còn tính từ đuôi na thì sẽ bỏ na và thêm dattara. Nếu đẹp sẽ là gì nhỉ? Kirei dattara. Ừ, kirei dattara. Rồi, hay là nếu thích sẽ là gì? Suki dattara. Ừ, giỏi quá. À, có vẻ bài này sẽ đi rất là suôn sẻ đây. Tiếp theo là dạng danh từ thì nó sẽ cũng chia giống như là với tính từ đuôi na sẽ là thêm gì nhỉ? Dattara. Được chưa? Dattara. Ví dụ, nếu ốm mà gì nhỉ? Byoki dattara. Byoki dattara. Hay là nếu mà trời mưa sẽ là gì nhỉ? Ame dattara. Trời mưa chúng ta có hai cách nói là gì nhỉ? Ame dattara hoặc là ame ga futtara. Được chưa nhỉ? Đấy thì là chúng ta chia được cái thể đầu cái nửa đầu tiên là nếu nhá. Làm bài thử nói nếu cho cô nhá. Nếu trời mưa thì tôi sẽ làm gì? Nghỉ học. Đúng rồi, trời mưa thì nghỉ học, nhưng trời mưa lại đi học bao giờ đúng không? Đấy. Nếu mà trời mưa thì sẽ ngồi ở nhà học online cùng cô Thanh và các bạn đúng không? Đấy, thì bây giờ Thúy sẽ đặt cho cô câu này nhá. Nếu trời mưa là sẽ như nào em nhỉ? Amega futtara. Ừ, nghỉ học sẽ là yasumimasu. Nè. Đấy, bây giờ tiếp theo này. Nếu như đây các bạn sẽ thử chia sang tính từ nhá. Nếu như gì nhỉ? Nếu như ngon con sẽ ăn rất là nhiều sẽ là gì nhỉ? Oishikatara. Tak ăn ngon nhiều takusan tabemasu. Nè, takusan tabemasu. Bây giờ chia với tính từ đây nào nhá. Nếu đẹp thì tôi sẽ kết hôn luôn. Kết hôn là gì nhỉ? Kekkon shimasu đúng không? Thế còn nếu đẹp là gì? Kirei dattara. すぐすぐ結婚します。はい、じゃあ、なんかこう、お金持ち。お金持ちの、お金持ちだったら、すぐ結婚します。結婚します。でしょ?はい。で、もう一個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 、も
Moshi thì các bạn, cái từ này chỉ là một từ mà cho vào đoạn đầu ấy, để nhấn mạnh thôi nhá. Moshi bao giờ nó cũng sẽ đi đầu trong cái câu đà này. Giả sử nếu như mà, tức là nó nhấn mạnh vào đây, ở đằng trước này nhá. Hiểu chưa? Đấy, học xong về cách dùng này, đưa một vài ví dụ này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại thông qua những cái ví dụ mà cô đã chuẩn bị rồi nhá. Câu số 1, Thúy đọc cho cô nè. Thúy và... gì đây? Trang đọc cho cô nè. Asta. Ừ. Ikitai desu ne. Doko doko e ikitai desu. Demo asta ame ga furimasu ka? Rồi, câu này là câu diễn giải cái gì nhỉ? Diễn giải cái hoàn cảnh. Rằng là ngày mai tôi muốn đi đến đâu đó luôn. Nếu thế nhưng mà ngày mai trời có mưa không? Bây giờ bên dưới em đọc câu bên dưới nào. Ame ga futtara ikimasen. Ikimasen. Ame ga ikimasu. Nếu trời mưa tôi không đi đâu. Còn nếu như trời không mưa tôi đi. Tôi sẽ đi đúng không? Hiểu chưa? Đấy. Cái này là gì nhỉ? Furanakatara. Đây là thể gì nhỉ? Đây là dạng gì đấy? Dạng phủ định đúng không? Furanai. Furanai thì nó vẫn giống như là tính từ đuôi. Từ y đúng không? Đúng không mọi người? Nhìn thấy chưa? Furanai bây giờ furanakatara. Hay nhá. Ok, chúng ta bước sang câu số 2 nhé. Trang đọc cho cô nào. 1 億円あったら家を買います. Ừ, nghĩa là gì em? Nếu mà có 100 triệu yên thì tôi sẽ mua nhà. 100 triệu yên bao nhiêu tiền Việt đấy? Là khoảng 20 tỷ tiền Việt đúng không? Đấy, số 20 tỷ tiền mua được cái nhà. Đấy, tiếp theo câu số 3 nào. Nhung nào. Byouki ni natta ra byouin e ikimasu. Ừ, nghĩa là gì đây em nhỉ? Nếu mà tôi bị ốm thì tôi nếu bị ốm thì phải đi viện đúng không? Tiếp theo câu số 4. Thời gian ga atta ra shukurai o shimasu. Ôi trời ơi, câu này lại có thế này nữa. Thời gian ga atta ra shukurai o shimasu nghĩa gì đây? Nếu có thời gian thì tôi sẽ làm bài tập. Làm bài tập, không có thời gian tôi không làm đúng không? Nên cô giáo muốn nói gì thì nói đúng không? Tiếp theo chúng ta có 3 câu tiếp theo nào, từng bạn đọc một nhá. Trang nào. Miyoki. Hikoki desu ne. Hikoki ga atta ra doko e ikitai desu ka? Ừ, nghĩa gì đấy? Nếu mà có máy bay thì bạn muốn đi đâu ạ? Ừ, rồi, nếu mà có máy bay bạn muốn đi đâu đúng không? Nhung nào, câu số 6 nào. Saifu o nakushitara. Ừ, nakushitara. Kesetsu e itte kudasai. Ừ, nghĩa là gì nhỉ? Nếu mà bị mất ví, làm mất cái từ làm mất nếu ví. Mà làm mất ví thì hãy đến hay đến đồn cảnh sát. Ừ, đến cảnh sát đúng không? Và câu số 7 nào. Sensei ga konakatara kaerimasho. Ừ, kaerimasho nghĩa là gì nhỉ? Nếu mà giáo viên không đến, cô giáo không đến thì tôi sẽ về thôi. Chúng mình về thôi đúng không? Các bạn thấy nhá. Đó là gì nhỉ? Cái nửa lần trước chúng ta chia phải đúng theo thể ra. Còn lần sau chúng ta có thể gì nhỉ? Chia thế nào cũng được. Đúng không? Tức là tùy thuộc vào ý nghĩa đây này. Nếu mà mình có máy bay thì mình muốn đi đâu? Đúng nhỉ? Hay là tak sao kane ga atta ra yoko o shitai desu. Nếu mà có nhiều tiền thì muốn đi du lịch đúng không? Hay là bete kudasai cũng dùng được đúng không? Cái gì cũng được dùng được. Ngôn ngữ mà chúng ta chỉ cần lắp ghép là được nhá. Đi tiếp những cái ví dụ tiếp theo nào. Câu số 8. Sensei ga kyoshitsu ni konakatta ra benkyou shimasen. Cũng gần giống với câu vừa nãy là gì nhỉ? Nếu mà giáo viên cô giáo không đến lớp học thì gì đấy không học. Đấy, câu số 9 nào. Okane ga hai okane ga zenzen nakattara arubaito shimasu. Nếu như không có tiền, hoàn toàn không có tí tiền nào, zenzen nakattara thì tôi sẽ đi làm thêm. Và câu số 10 nào. Watashi wa jisho o kaitai desu demo okane ga arimasen. Câu này là câu văn cảnh đúng không? Nghĩa là gì nhỉ? Tôi thì muốn mua từ điển. Từ điển đúng không? Thế nhưng mà không có tiền đúng không? Thế bây giờ từng câu một nhá. Yasukatara kaimasu. Nghĩa là gì đấy? Nếu mà rẻ thì tôi sẽ mua. Còn takakatara kaimasen. Đắt thì không mua. Người đâu mà hồn thế nhỉ? Hay. Câu số 11 nào. Watashi wa tottemo isogashi desu. Là gì đấy? Tôi rất là bận. Bây giờ có câu ví dụ nhá. Nhung đọc cho cô nào. Hima dattara tetsudatte kudasai. Nếu mà rảnh đúng không? Nếu mà anh rảnh thì hãy giúp tôi. Ừ thì hãy giúp tôi đúng không? Câu số 12 nào. Suki dattara gì nhỉ? Zenbu katte kudasai. Cắt ở đây đúng không? Là nếu mà thích thì hãy mua. Mua hết đi đúng không? Đây bây giờ như kiểu là ví dụ anh Dũng, thầy Dũng nhỉ, rủ cô đi mua hàng á.
skidatara zenbu katte kudasai. Em nếu mà em thích thì hãy mua hết đi đúng không? Nếu mà được này sướng quá. Đấy. Ê, tỏ câu số 13 nào, Thúy nào? Sabishi katara watashi ni itte kudasai. Ừ, nghĩa gì nhỉ em nhỉ? Nếu mà buồn thì tôi thì hãy nói với tôi đúng không? Sabishi katara như kiểu là mình buồn cô đơn á, đúng không? Đấy, hôm nay mà cô đơn quá thì hãy gọi cho anh nhé, hãy nói với anh nhé, đúng không? Tiếp theo, câu số 14 nào. Ashita. Ashita. Itenki dattara saka o shimashou. Ngày mai mà trời đẹp đúng không? Thời tiết đẹp thì hãy cùng nhau đá bóng đi, đúng không? Hay rồi, rất là nhiều ví dụ. Câu số 15 nào. Hãy xe nó. Byouki dattara nagoko o yasumimasu. Nếu mà gì đây nhỉ? Nếu bị ốm thì nghỉ học. Thì thôi đúng không? Chúng ta chỉ cần một lý do thôi đúng không? Ok, rồi đó là xong cái cách dùng đầu tiên của tà đà. Là chúng ta đi tà đà với cả động từ, tính từ đi, tính từ đôi na và danh từ. Thế còn cái cách dùng thứ hai của đà này các bạn lưu ý chỉ đi với gì nhỉ? Đối với gì đây? Với động từ. Nhá, với động từ là câu thôi nhá. Thì trong trường hợp này với động từ chúng ta sẽ dịch là sau khi. Nhá, sau khi. Vừa nãy là gì nhỉ? Nếu, bây giờ sau khi. Thế thì làm thế nào để phân biệt giữa cái vê tà đà kia với vê tà đà này? Nhá, với ra loại tính từ động từ tính từ với cả danh từ chúng ta không còn phân biệt rồi, nó chỉ có nghĩa là gì nhỉ? Nếu. Thế còn với động từ chúng ta sẽ có hai cách phân biệt, phân biệt như là gì nhỉ? Chúng ta dựa vào văn cảnh nhá. Ví dụ như này này, ví dụ như sau vừa nãy chúng ta có câu là gì nhỉ? Sensei ga konakattara kaedimashou, là gì nhỉ? Nếu như mà cô giáo không đến thì chúng ta về, đúng không? Vậy thôi. Thế thì bây giờ cô cũng dùng cái câu kiểu như thế. Cô dùng câu như sau này các bạn nghe nhá. Sensei ga kitara jūgyō hajimemashou, là gì nhỉ? Jūgyō sensei ga kitara. Sau khi giáo viên đến. Khi mà giáo viên đến thì chúng ta hãy jūgyō hajimemashou, là gì? Bắt đầu giờ học. Được chưa? Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ dựa vào văn cảnh mà chúng ta dịch là sau khi, dựa vào cái hai cái hành động đấy. Hay. Nhá. Hay. Được chưa? Hay, thế bây giờ ví dụ như là buổi sáng sau khi thức dậy thì tôi đi đâu nhỉ? Đi học sẽ là gì nhỉ? Asa oki. Okitara. Gì nhỉ? Gakko e ikimasu. Đơn giản như vậy thôi. Hey. Nhá. Ví dụ nào, câu số 1 nào. Thúy đọc câu nào. Shigoto ga owattara karaoke ni ikimasu. Ừ, là gì nhỉ? Sau khi kết thúc công việc đi karaoke. Ừ, trong trường hợp này chúng ta sẽ dịch là sau khi kết thúc công việc chúng ta sẽ đi gì nhỉ? Đi karaoke đúng không? Chứ mình mà dịch là gì nhỉ? Nếu như công việc kết thúc đúng không? Thì dùng nó không hay lắm nhỉ? Tiếp theo câu số 2 nào. Kyūryō o moratara. Moratara. Ano game o kaimasu. Ừ, là khi mà sau khi nhận được lương. Ừ, khi nhận được lương tôi sẽ mua cái máy game đó. Ừ, cái đồ chơi game đó đúng không? Câu số 3 nào. Shūshi ni nattara dekakemashō. Ừ, masho. Nếu mà các bạn dịch là gì nhỉ? Nếu mà 10 giờ chúng ta đi cùng nhau đi ra ngoài thì không hay đúng không? Là gì nhỉ? Đến 10. Đến 10 giờ thì chúng ta sẽ đi ra ngoài thôi đúng không? Dekakemashō. Ok chưa? Đấy, mọi người thấy dựa văn cảnh chúng ta phân biệt rất là dễ đúng không nào? Câu số 4 nào. Gohan o tabetara sugu ikimasu. Ừ, nghĩa gì đấy nhỉ? Sau khi ăn cơm thì sẽ đi ngay lập tức đúng không nào? Sugu ikimasu ne. Tiếp theo câu số 5 nào. Jūgyō ga owattara sugu kaerimasu. Ừ, nghĩa là gì nhỉ? Sau khi kết thúc giờ học thì sẽ trở về luôn. Ừ, sẽ về luôn đúng không? Hay câu số 6 nào. Daigaku o detara sugu hatarakitai desu. Ừ, sau khi ra trường. Ừ, ra trường thì tôi muốn đi làm luôn đúng không? Đấy. Tiếp theo. Đấy, trời ơi, dễ quá. Bài hôm nay dễ không? Hay. Tiếp câu số 7 nào. Hay. Natara. Ừ. Jinja e ikimasu. Hay, nghĩa là gì nhỉ? Sinh nhen là gì nhỉ em nhỉ? Năm mới. Ừ, khi mà sang năm mới thì tôi sẽ đi chùa đúng không? Các bạn dịch nhỉ? Thoáng thoáng mà. Chúng ta sẽ thấy câu rất là dễ dịch đúng không? Tiếp câu số 8 nào. Okitara. Ừ. Mazu nani o shimasu ka? Ừ, là gì? Sau khi dậy thì bạn sẽ làm gì đầu tiên ạ? Đấy, câu này mà lại dịch là nếu mà thức dậy thì mày sẽ làm gì đầu tiên đúng không? Như kiểu mày không có thức dậy được đúng không? Tiếp theo câu số 9 nào.
50 ni natara nani o shimasu ka? Ừ, nani o shimasu ka? Là gì đấy em? Sau khi 50 tuổi thì bạn sẽ làm gì? Ôi giời, đừng dịch là sau khi 50 tuổi, 50 tuổi rồi. Em mình dịch là ừ khi bạn 50 tuổi, hay 50 tuổi rồi thì cậu muốn làm, hay cậu sẽ làm gì đúng không? Nhưng mà sao? Ừ, 50 tuổi ni natara nani o shimasu ka? Yoko. Ne. Thì chúng ta có thể nói là gì nhỉ? 50 tuổi ni natara takusan desu ne. Ironna tokoro ni yoko shitai desu. Ne. Hai. Câu số 10. Ok. Kyū ryō morattara nani o shimasu ka? Là khi mà nhận được lương rồi thì sẽ làm gì? Đi mua sắm rồi đúng không? Hai. Ok, rồi, đó là cách dùng, hai cách dùng đầu tiên của cái là rara, đúng không? Hãy nhớ nhá. Bây giờ mình sẽ bước sang lại một cách dùng nữa của mô, của tê mô này. Đây. À, thì vừa nãy là sau khi này hay là giả sử đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ dịch là cho dù nhá. Chúng ta dịch là cho dù vừa nãy là nếu mai trời mưa tôi sẽ nghỉ học, bây giờ cho dù ngày mai trời mưa tôi vẫn đi học. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ có cách dùng như sau. Thứ nhất là đi với về động từ. Thứ hai là đi với tính từ, cả hai đôi y và đôi nha. Và cuối cùng là đi với danh từ. Thì cái cách chia của nó thì giống như là cách chia với t như bình thường thôi. VT tính từ đôi y là cư t. Tính từ đôi nha đê mộ. Và cuối cùng danh từ là đê mộ. Thì nào, bây giờ dịch từ dưới đây nào. Ame ga futte mo. Nào, cho nếu mà trời cho dù trời mưa thì gakko ikimasu. Cho dù trời mưa thì em đã đi học, đúng không? Hay là ame demo, ame demo gì nhỉ? Gakko e ikimasu gì nhỉ? Thế thì bây giờ dù không giàu, okane mochi janai ne. Bình thường là okane mochi janai, bây giờ chúng ta sẽ chia giống như tính từ đi. Okane mochi nakutemo kekkon shimasu ne. Hay là chúng ta có động từ mà hẹn hò là gì mọi người biết không? Deito suru. Ừ, deito shimasu. Hoặc là chúng ta có một động từ các bạn nhớ cho mình là từ tsukiao. Để chúng ta thử dịch câu này nhá. Tsukiao là gì nhá? Là hẹn hò nhá. Dù không đẹp, không xinh đẹp à, hay là dù không xinh đẹp là kirei ja janakutemo tsukiaimasu ne. Tsukiaimasu. Và giống như vừa nãy đi với ra thì chúng ta có đoạn đầu chúng ta đi với từ gì nhỉ? Trợ từ gì nhấn mạnh nhỉ? À cái từ gì nhấn mạnh nhỉ? Moshi ne. Thế còn bây giờ trong trường hợp là mô thì chúng ta sẽ đi với từ ikura là bao nhiêu đi chăng nữa? Nhỉ? Dù bao nhiêu chăng nữa? Ok chưa? Hay. Ví dụ. Một. Ikura benkyou shitemo jouzu ni narimasen. Bây giờ mà cô làm nào bây giờ đúng không? Em thì nhờ em dù có học bao nhiêu hay chăng nữa mà vẫn gì? Không giỏi được cái này. Doshimasho. Ok chưa nào? Hai, câu số 2 nào. Câu số 2 cùng nhau đọc nào. Sensei, ikura kangaete mo wakarimasen. Cô ơi, gì đấy, dù có nghĩ bao nhiêu chăng nữa thì gì nhỉ, em vẫn không hiểu đúng không? Câu số 3, Thúy nào. Okane ga ikura attemo kuruma o kaimasen. Nghĩa gì? Dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì tôi vẫn không mua ô tô. Tôi sẽ không mua ô tô đúng không? Mình hiểu thầy Dũng này, thầy Dũng có rất nhiều tiền nhưng mà chả là thèm mua ô tô. Đấy, kinh lắm. Tiếp theo câu số 4 nào. Ikura isoi demo hai densa ni norukoto ga dekimasen. Nghĩa gì nhỉ? Dù có bận thế nào đi chăng nữa. Hai, dù có bận thế nào chăng nữa. Tiếp nào. Thì tôi vẫn không thể đi dù có vội thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không thể đi tàu điện ạ. Được chưa? Không thể dịch là bận à, sợ bận ở đây nhỉ? Đúng không? Dù có bây giờ cái từ iso gọi là mình có khẩn trương đúng không? Mình có cố gắng đi nhanh bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà leo lên tàu điện, tức là không kịp giờ tàu điện á. Được chưa nào? Tiếp theo câu số 5 nào. Atarashi kotoba o oboete mo sugu ni wasuremasu. Nghĩa gì nhỉ em nhỉ? Dù có nhớ được từ vựng mới đúng không? Thì cũng gì? Thì cũng không
cũng sugu ni wasuremasu là gì nhỉ? Cũng nhanh quên thôi. Cũng quên ngay. Từ sugu ni là ngay đúng không? Wasuremasu. Câu này có đúng văn cảnh của mình không? Đúng à. Trông mặt kìa. Tiếp theo câu số 6 nào. Và số 7 nhá. Ikura matte mo basu ga kimasen deshita. Ok, nghĩa gì nhỉ? Dù có matte mo là gì nhỉ? Dù có đợi bao nhiêu đi chăng nữa thì xe gì? Vẫn không đến đúng không? Và câu số 7 này. Takai desu demo irimasu là gì đây? Irimasu là gì mọi người biết không? Cần. Cần đúng không? Takai desu là gì đây? Đắt, đắt thôi là cao. Thôi bây giờ các bạn nhìn nhá. Takakutemo kaimasu là gì? Dù có đắt thì vẫn mua. Thì vẫn mua. Vì sao? Vì cần. Vì cần, vì irimasu là cần đúng không? Tiếp theo câu số 8. Atama ga itai desu demo benkyou shinakereba narimasen. Là gì nhỉ? Diễn tả văn cảnh. Câu này có diễn tả văn cảnh. Là gì đây? Atama ga itai desu là gì? Đau đầu. Thế nhưng mà gì? Vẫn phải học. Thế bây giờ chúng ta sẽ có câu là gì nhỉ? Dù đầu đau đầu nhưng mà vẫn phải học. Sẽ là gì nhỉ? Atama ga itaku demo benkyou shinakereba narimasen. Được chưa? Tiếp theo câu diễn tả văn cảnh nha. Kê tai wa bendi desu là cái gì nhỉ? Điện thoại. Thì rất là tiện lợi. Demo watashi wa tsukaimasen là gì? Nhưng tôi không dùng. Thế bây giờ dù điện thoại có tiện lợi nhưng tôi vẫn không dùng. Sẽ nói như nào nhỉ? Kê tai wa bendi demo ne tsukaimasen. Chưa nào? Tiếp theo chúng ta nhìn tiếp nha. Câu số 10 byoki desu là gì đây? Biếng, demo, shigoto shimasu là gì? Tôi vẫn làm. Nào, bây giờ cô che không cho nhìn nhá. Thế mọi người thử. Không có nhìn, Nào, thế là gì nhỉ? Dù bị ốm thì tôi vẫn đi làm là gì nhỉ? Biếng, demo, shigoto shimasu. Có nhìn không đấy? Có đúng không? Biếng. Tiếp theo nhá. Handsome, demo, honsanto, kekoshitakunai. Dù có đẹp trai nhưng mà tôi vẫn không muốn kết hôn với Hùng đúng không? Vì sao? Vì mồm nó hôi chẳng hạn đúng không? Chẳng hạn một ví dụ vui như vậy nhá. Hay tiếp theo câu số 12. Karada ga karada ni karada đọc nào. Karada ni warukutemo gì nhỉ? Tabako yoku suimasu. Nghĩa là gì đấy? Dù mặc dù sức khỏe không tốt. Không phải. Mặc dù sức khỏe không tốt thì phải là karada ga warui. Còn đây là karada ni warui sẽ là gì nhỉ? Mặc dù không tốt cho sức khỏe. Đúng rồi, không tốt cho sức khỏe nhưng mà tôi vẫn hút thuốc. Vẫn hay hút thuốc đúng không? Yokushimasu. Và câu số 13. Nihonjin demo kanji wo kakimasen. Rồi câu này nghĩa gì? Dù là người Nhật nhưng mà cũng không biết được chữ Hán. Đấy. Hay là chúng ta dùng từ kakimasen. Bài 26 mới học thể khả năng cơ. Thế bây mình dùng tạm từ kakimasen. Dù là người Nhật cũng không biết chữ Hán, huống chi là người Việt. Nhưng mà không, người học thì phải biết nhá. Hay, ok, như vậy là hôm nay chúng ta đã đi xong hai cách dùng của cái này. Đây là một là rà và hai là tề mộ. Nhung nhắc lại cho cô cái thể quá khứ thông thường của rà có mấy cách dùng nhỉ? Có hai cách dùng ạ. Cách dùng đầu tiên là gì? Cách dùng đầu tiên là vê tạ. Nghĩa là gì? Nghĩa là nếu thì đúng không? Và nó đi được với mấy loại nhỉ? Thứ nhất là động từ, thứ hai là gì nhỉ? Tính từ đôi y, tính từ đôi na, và danh từ. Tiếp theo còn cách dùng còn lại là gì nhỉ? Mặc dù là gì? Sau khi đúng không? Sau khi thì nó chỉ đi với gì đấy? Động từ. Sau khi chỉ đi với động từ thôi nhá. Được chưa nào? Nhớ chưa? Còn tề mộ là gì nhỉ? Mặc dù thì nó đi được với cả gì nhỉ? Động từ, tính từ đôi y, tính từ đôi na, và danh từ. Còn hai cái nữa đó là gì nhỉ? Đầu cái câu tà đà mà nếu thì chúng ta có cái từ gì nhấn mạnh ở đầu tiên nhỉ? Moshi. Còn bên dưới là gì nhỉ? Tề mộ thì nó nhấn mạnh từ gì? Ikura tề mộ. Đấy, bài hôm nay dễ không? Đấy. Khổ thần, lúc nào cũng bị các cô giáo bảo dễ đúng không? Ngày xưa cô đi học, cô ghét nhất là lúc nào giáo viên cũng bảo dễ lắm đấy. Nên nhưng mà bây giờ lại thành ra mình cũng phải cứ hay nói thế đúng không? Hay, như vậy là chúng ta đã đi xong 25 bài ngữ pháp của N5 rồi. Yeah! Mọi người thấy thế nào? Khó. Chúng ta nói thử một câu nhé. Nihongo no benkyou wa dou desu ka? Là gì nhỉ? Tiếng Nhật thế nào? Tiếng Nhật như thế nào? Học Nhật như thế nào? Nihongo wa dou desu ka? Nào, như vậy
khó nhưng mà vui là gì nhá? Muzukashi desu ga omoshiroi desu. Thế bây giờ dù khó nhưng mà vẫn học là gì? Muzukashi demo benryo shimasu. Đấy, hôm nay phải nói câu này nhá. Nihongo desu ne. Nihongo ga muzukashiku demo hay ikura muzukashiku demo benkyo shimasu. Được chưa? Hay. Rồi, và bây giờ về nhà nhớ ôn lại thật là cẩn thận những cái ngữ pháp từ bài 1 bài 25. Sau đấy chắc là thầy Dũng sẽ có một clip gì đó để tổng hợp lại toàn bộ ngữ pháp bài của 25 bài vừa rồi. Thì sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị tinh thần để bước sang gì nhỉ? N4 cùng với thầy Dũng và cả cô Thanh nữa nhá. Hay, và cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi những bài giảng trên website Dũng Modi của chúng mình. Và cảm ơn tất cả các bạn đã đi học chăm chỉ mỗi ngày. Đầu tiên thì có Tú đúng không? Hay. Thầy Dũng rồi, thầy Dũng vào đây chào mọi người cái nào. Ai còn gặp nữa mà. À thế á. Nhưng mà thôi, còn giờ hết bài. Hai, minasan otsukaresama deshita. Arigatou gozaimashita. Hai. Sensei, arigatou gozaimashita. Okay. Hai. Minasan arigatou gozaimashita.